Cơm trưa chứ em? Cho phép em mời anh ăn trưa nha. Chỉ là nhân viên mời sếp thôi mà. Anh làm gì mà phải suy nghĩ nhiều như vậy? Bên đây. Anh Minh. Hay là mình vô quán này nha. Em thấy quán này đồ ăn cũng ngon lắm. Mình ngồi đây đi. Cậu cười gì vậy? Tôi thích thì tôi cười thôi. Không cho hả? Thiệt là không thể tin nổi cậu luôn á. Cuộc họp chiều nay có thể cậu sẽ bị lên thớt đó. Em nhắc tôi mới nhớ. Vậy giờ tôi phải khóc hả? Chưa đúng tâm lý. Nè. Sao mỗi lần gặp tôi á, cậu toàn làm cái chuyện xàm xí gì hả? Hỏi sao á, tôi không thể nói chuyện dễ thương với cậu được. Vậy tôi phải làm sao để em nói chuyện dễ thương với tôi? Bớt giỡn đi. Đau tim quá. Dạ em mời anh chị. Cảm ơn. Anh đang suy nghĩ chuyện gì mà nhìn anh có vẻ căng thẳng vậy? Chỉ là suy nghĩ chuyện kinh doanh thôi. Ủa, em tưởng là anh đã quyết định rồi chứ. Kế hoạch đó vẫn còn đang nằm trên bàn, anh chưa ký. Nhưng bây giờ anh muốn có một số thay đổi. Anh muốn thay đổi như thế nào? Bây giờ anh muốn mạo hiểm. Anh muốn doanh thu tiếp tục tăng từ 5 đến 10%. Đợt doanh thu vừa rồi đã đạt mức kỷ lục. Bây giờ anh lại muốn doanh thu cao hơn nữa. Bộ anh tính dìm chết cánh tay hả? Anh không muốn dìm chết ai cả. Đơn giản, thương trường là một cuộc chiến. Anh ăn xong rồi, anh về trước đây. Cảm ơn em vì buổi trưa. Yeah.